Thưa quý vị, thời gian qua trong cộng đồng những người yêu công nghệ xuất hiện một số tin đồn về việc Apple sẽ mang Touch ID trở lại iPhone. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả thực tế nào. Theo Bloomberg, cảm biến vân tay sẽ không có mặt trên iPhone trong vài năm tới. Kể từ năm 2017, cảm biến vân tay Touch ID đã bị thay thế trên dòng iPhone chủ lực bằng tính năng khuôn mặt Face ID trên iPhone X. Chỉ riêng iPhone SE 2020 vẫn tiếp tục duy trì tính năng bảo mật cũ. Gurman, một cây bút kỳ cựu liên quan đến Apple cho biết, Apple đã thử nghiệm Touch ID trên màn hình iPhone và cũng xem xét khả năng thêm cảm biến này vào nút nguồn, tương tự như iPad Air hay là iPad Mini, nhưng cuối cùng không có phương án nào khả thi do đó ông nhận định touch id sẽ không trở lại iphone ít nhất là trong tương lai gần theo mckerman đã có những cuộc thảo luận nội bộ ở apple về việc đưa touch id trở lại dòng iphone cao cấp công ty thử nghiệm touch id trong màn hình thậm chí còn dự tính đưa nó lên nút nguồn tại thời điểm này ông tin rằng face id vẫn tồn tại và touch id sẽ không có mặt trên những chiếc iphone hàng đầu ít nhất trong tương lai gần nhiều người mong muốn Touch ID quay trở lại iPhone vì vẫn có một số tình huống nhất định Face ID không tiện dụng. Ngoài ra nếu được trang bị đồng thời cả hai hình thức bảo mật, iPhone sẽ an toàn hơn, đặc biệt là khi cần xác thực những thông tin quan trọng.